Nhân chứng kể lại vụ đâm xe liên hoàn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng ngày 11 tháng 7. Khoảng 9 giờ sáng ngày 11 tháng 7, xe 16 chỗ dừng ở làn 120 km/h để giải quyết hậu quả va chạm với xe bán tải. Bất ngờ bị xe 7 chỗ đi sau đâm trúng trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Cú đâm khiến lái xe 16 chỗ và một người trên xe bán tải không qua khỏi, tài xế xe 7 chỗ và 5 người khác bị thương, hai ô tô hư hỏng nặng. Các nhân chứng tại hiện trường đã thuật lại toàn bộ sự việc với VN Express. Nó đâm vào một xe bán tải phía trước, sau đó thì nó dừng lại đấy, làn một. Thì cái xe tải hạng 9 đâm phía sau. Bị thương thì nó bị phối hợp đưa đi cấp cứu rồi. Tắt đường không tắt, vẫn như không bình thường. Nếu mà xa thì vẫn xử lý được, như đấy chắc có thể là bám sát, làm sao chạy nhanh, không quan sát. Thì đến lúc va chạm làm sao mà kịp xử lý và tránh được. Bên trên đường ấy làm gì nhìn thấy có vết phanh của xe nào đâu mà. Thì gần như là nát hết đầu bên tài còn gì đấy. Gắn xít thì từ đầu ở bên tài thì cũng va vào thành cái lan can ở giữa đấy, gọi là bẹp cũng ra đấy. Tài người ta đã quan sát đấy, ít khi bị đâm cái mảng bên lái vào xe khác đó. Trông kiểu như thế nó nhìn nặng đấy rồi. Được biết, thời điểm tai nạn, mặt đường khô, biển báo hộ lan đầy đủ. Kiểm tra bước đầu, lái xe bán tải không vi phạm nồng độ cồn. Sự việc đang được lực lượng chức năng điều tra.